Thưa quý vị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao các bộ tiêu chí kiểu mẫu nông thôn mới tại 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, phấn đấu, hoàn thành và về đích trước lộ trình đề ra. Năm 2020, toàn huyện Hòa Vang có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm xã Hòa Châu và Hòa Tiến. Đến năm 2021, các xã Hòa Khương, Hòa Phước, Hòa Phong lần lượt được Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Hòa Vang thẩm định, đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, có 19 thôn trên toàn huyện đã đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, 57 vườn mẫu, 43 tuyến đường kiểu mẫu, tỷ lệ điện chiếu sáng đạt 100% ở đường trục thôn, 70% ở đường kiệt hẻm. Hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung xây dựng sửa chữa với nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, chợ, góp phần thay đổi diện mạo huyện Hòa Vang. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, không chỉ phấn đấu 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mục tiêu của thành phố là phát triển huyện Hòa Vang trở thành một thị xã kiểu mẫu trong lòng đô thị Đà Nẵng. Bởi vì cái Hòa Vang đặc biệt hơn, những cái hạ tầng đặc biệt là quy hoạch, công tác quy hoạch là phải được tích hợp, kết nối với đô thị, không được cắt, là cái quan trọng nhất. Nên cái hạ tầng từ đó là thành quỹ, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân đã có các nghị quyết đặc thù cho Hòa Vang, ưu tiên trong công tác xây dựng hạ tầng. Chúng ta kết nối tất cả các đường vành đai và đạt được các vành đai, các quốc lộ qua Hòa Vang, kết nối những cái đường xương được mang tính chất là tính chất đô thị. Để sau này chúng ta, bởi vì thành ủy Đà Nẵng cũng định hướng Hòa Vang tới 25, cố gắng làm thế nào trở thành xã, một cái thị xã. Để đạt được mục tiêu này, theo nghị quyết số 72 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, có 4 chính sách hỗ trợ được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 gồm thực hiện hỗ trợ kết cấu hạ tầng và môi trường nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng làng nghề nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, hỗ trợ cụ thể cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những chính sách cơ chế hỗ trợ cần thiết để huyện Hòa Vang có thể mạnh dạn hơn trong việc triển khai lộ trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Thành phố cũng đã dành rất nhiều sự ưu đãi tới mức tốt nhất có thể cho cái chương trình nông thôn mới của Hòa Vang rồi, bằng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân rồi, chứ không phải là chỉ mới bằng chủ trương đâu, bằng nghị quyết Hội đồng Nhân dân rất nhiều chính sách, rất nhiều cái điều kiện rồi. Thì đề nghị Hòa Vang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, có chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tập trung cho cái nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang vẫn đang áp dụng theo bộ tiêu chí đánh giá trong quyết định số 3904 của Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2018-2020. Vì vậy, để đạt chuẩn nâng cao trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Hòa Vang tiếp tục chỉ đạo các xã phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời xây dựng kế hoạch để hoàn thành các bộ tiêu chí còn lại theo lộ trình đã được giao, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.